bạn đã quay trở lại với livestream của Thẩm mỹ viện Lilia. Hôm nay là một chị khách hàng, chị Hương đến từ Hà Nội đến thực hiện cắt chỉ thái dương sau 10 ngày độn thái dương các bạn nhé. Đây là hình ảnh chị Hương trước khi độn thái dương, thì các bạn có thể quan sát thấy rằng là hai bên thái dương của chị Hương khá là lõm. Đây các bạn có thể thấy rõ hơn khi mình zoom hình ảnh ra nhé. Hai bên thái dương hõm làm cho khuôn mặt của chị Hương có phần kém tươi cũng như là có phần khắc khổ. Đấy. Thì sau khi thực hiện phẫu thuật độn thái dương, hôm nay chị Hương đến cắt chỉ tại Lilia, thì các bạn cũng quan sát hình ảnh sau khi cắt chỉ nhá. Xin chào. Các bạn chào tất cả mọi người. Chị Hương trông tươi trẻ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Khuôn mặt thì được đầy đặn không xương như ngày xưa nữa. Khi mà mình thực hiện phương pháp độn thái dương thì phần gò má của chị Hương cũng được cải thiện, không bị lộ gầy và cao như ngày xưa. Đấy. Đây là vết mổ, các bạn có thể theo dõi được cái vết mổ sau khi cắt chỉ nhá. Nó rất là nhỏ và dấu sẹo, làm cho người khác không thể phát hiện được là mình phẫu thuật độn thái dương ở đâu đâu ạ. Đây là mình vừa chấm xanh methylene để cho vết mổ khô lại. Thì vết cắt chỉ cũng rất là bé, vết mổ rất là nhỏ. Thì các bạn có thể thấy được là sẹo không phải là vấn đề sau khi độn thái dương các bạn nhé. Đấy, nhìn tổng thể khuôn mặt chị Hương rất là tươi và trẻ ra. Đó, các bạn cùng quan sát. Chị ơi, chị cầm gương soi. Trông có trẻ hơn được 10 tuổi á? Trẻ hơn được 10 tuổi đấy chị ạ. Không ai nghĩ chị gần 40 đâu ạ. Đấy. Chị có thể quan sát gương, chị có thấy hài lòng không chị Hương? Rất đẹp. Rất đẹp đúng không ạ? Ý. Trộn vía cơ địa của biết chị. Thế thì độn lâu rồi, sợ đau. Và đấy, khi mà mình độn thái dương, cái phần gò má của chị Hương cải thiện rất nhiều. Trước đó thì hình ảnh gò má cũng như là thái dương lõm làm cho khuôn mặt của chị Hương già hơn so với tuổi. Các bạn có thể quan sát được hiện tại là khuôn mặt trông tươi trẻ hơn rất là nhiều. Hôm nay chị cũng tươi quá cơ. Không ai biết được là vết mổ mình ở đâu đâu ạ. Dấu sẹo rất là tốt. Đặc biệt sau khi cắt chỉ xong thì mình bôi kem trị sẹo nếu cần thiết, còn không thì cũng giấu trong tóc, không ảnh hưởng gì vấn đề về thẩm mỹ chị nhé. Rất là xinh đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Thẩm mỹ viện Lilia. Hẹn gặp lại các bạn trong các livestream tiếp theo nhé.